Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum mọi người nhé. Nay em lên thanh lý cho các bác một con máy này. Máy này em thu khách về các bác nhé. Máy này thu khách về, tình trạng đang chạy ok hết. Em đã dọn vệ sinh sạch sẽ rồi. Bác về chỉ việc dùng thôi, chả làm gì hết cả. Bao tết cho các bác một tháng các bác nhé. Bao tết một tháng. Đấy. Đây, thì bên đây thì nó có chóc một vài vết rồi các bác này. Sơn nó có chóc một vài vết này. Tình trạng thì bao chạy ổn định hết. Đấy, nhưng mà đây thì có lỗi nha các bác nhé. Đây. Đấy, nó bể ở đây. Đấy, đây các bác này thấy nó nứt này. Đấy, nó nứt một đường này. Nó nứt một đường các bác nhá. Và cái sơn thì nó có hơi xước nên là không được đẹp các bác nhá. Đấy, sơn là hơi xước nhá. Đấy. Nói chung là cái thành vách này thì sơn nó hơi xước. Nhưng mà chẳng ai quan tâm cái thành vách đâu. Mặt mũi thì lại đẹp. Mặt mũi rất đẹp các bác nhá. Đây các bác. Đấy. Lòng này. Lòng nước thì ok. Đó, lòng nước thì ok các bác nhé. Nói chung là con này thì cũng được. Nói chung là thanh lý cho các bác về các bác xài thôi. Chứ còn mà dòng này thì con này thì chất máy thì nó còn cứng cáp. Chứ còn để mà bà nói là đẹp mà long lanh thì sẽ không được đẹp long lanh. Đấy. Xài thì tốt. Em xài từ lúc em bán máy kia đến xài máy này là hơn một tuần rồi, vẫn ok, không ảnh hưởng gì. Em đã kiểm tra tháo ra hết, dễ vệ sinh. Đấy, đóng lại bạc thăm máy rồi. Đấy, bao ok hết cho các bác nhá. Em bán cho các bác giá là 6 triệu. Đấy, bán cho bác 6 triệu nha các bác nhá. Bao ship toàn quốc chưa bao gồm nguồn nhá. Bao ship toàn quốc chưa bao gồm nguồn. Đấy, con này là Z8500 giật 9 sấy 6 sấy điều hòa các bác nhá. Con này là sấy điều hòa các bác nhá. Đấy, con này là sấy điều hòa chứ không phải là sấy sấy các bác nhá. Đấy, sấy điều hòa chứ không phải là sấy nhiệt. Bác nào có nhu cầu thì alo nhá. Giật 9 sấy 6 sấy điều hòa. Toshiba Z8500, con này có công nghệ Econavi này. Đấy, hết bơm là sấy điều hòa này, sấy công nghệ block đó. Eco này. Đấy, con này thì rất là tiết kiệm điện lắm nhá. Con này dùng tiết kiệm điện cực kỳ luôn. 6 triệu, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Đấy, ship toàn quốc luôn. Bác nổ cọc lại lên đường thôi. Hiện tại máy đang chạy đi các bác. Rồi, bác nào có nhu cầu thì alo vào số điện thoại giúp em nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Nếu cho em xin một like, đăng ký kênh, ủng hộ. Chào các bác ạ.